Ở DKRA Việt Nam, chúng tôi tin rằng điều làm nên giá trị của một doanh nghiệp không chỉ là thành công mà còn là niềm tin. Niềm tin vào những giá trị bền vững. Và quan trọng hơn hết là niềm tin giữa con người và con người. Vì thế, trên hành trình nỗ lực trở thành nơi gửi gắm niềm tin của nhân viên, khách hàng, đối tác và cổ đông, tài sản lớn nhất và quan trọng nhất của DKRA Việt Nam chính là những con người nhiệt huyết và có chung hệ giá trị tín, trí, đức. Dù là 25 nhân sự từ những ngày đầu thành lập hay hơn 700 nhân sự chính thức ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không ngừng học hỏi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên sâu để mang đến chất lượng dịch vụ bất động sản vượt trội. Chúng tôi liên tục đổi mới tư duy và phương thức để cung cấp những giải pháp toàn diện và hiệu quả cho thị trường. Chúng tôi luôn đề cao sự chính trực và giữ minh bạch trong từng hoạt động để xây dựng hình ảnh tốt đẹp và chuyên nghiệp với khách hàng. Bằng những bước đi táo bạo nhưng kiên định và chắc chắn, DKRA Việt Nam đã phát triển thành hệ thống gồm 7 công ty thành viên, 21 sàn giao dịch, 9 văn phòng và mạng lưới liên kết hơn 3.000 nhân sự, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và đồng bộ, góp phần tối ưu hiệu quả bất động sản mang đến cho khách hàng và đối tác. DKRA Việt Nam tự hào là thương hiệu Việt Nam duy nhất phát triển dịch vụ R&D, thực hiện phân tích và công bố báo cáo thị trường với tính minh bạch, chính xác và kịp thời. Những cống hiến và đóng góp của DKRA Việt Nam đã được vinh danh ở nhiều hệ thống giải thưởng uy tín, trong đó ấn tượng nhất là 2 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng quốc tế Asia Pacific Property Awards, 2 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng quốc tế Dutch Property Southeast Asia Awards, 4 năm liên tiếp được vinh danh bởi Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục vững tiến. Trong hành trình phát triển tiếp theo, DKRA Việt Nam sẽ chuyển mình trở thành DKRA Group, xây dựng chuỗi dịch vụ bất động sản toàn diện và hiệu quả với 3 nhóm dịch vụ chính. Thứ nhất là nghiên cứu và tư vấn phát triển dự án. Thứ hai, tiếp thị và phân phối dự án bất động sản. Thứ ba là quản lý và vận hành dự án bất động sản. Đồng thời mở rộng quy mô, chuyên môn hóa nhân sự, nâng cao giá trị dịch vụ và tiên phong xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng dự án bất động sản. Nhận niềm tin, trao giá trị, DKRA Group sẽ còn tiến xa hơn trên hành trình phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. DKRA, tập đoàn dịch vụ bất động sản toàn diện, chuyên sâu, đổi mới.